Rồi ok các bạn, bữa nay mình đăng lên một con 3202 đẹp cực kỳ luôn á các bạn. Hôm nay xe này là chủ mới vừa kêu bán, lại mình đăng liền luôn á. Thì xe này thì gồm có một cái dàn xới với một cái thùng cuốn gom nha các bạn. Xe này 3202 trợ lực xe lái. Xe còn rất là đẹp, hộp số thì số máy là bảo đảm với các bạn là xe còn nguyên zin luôn, không có bung hay là giả làm gì hết. Thì các bạn thấy nè, bên trong đề bo của máy thì nước sơn còn liên lạc luôn ha, chưa có một cái dấu hiệu là chạy chùa hay là tháo một con bù lon nào hết á. Bên đây là cái bơm trợ lực tay lái nè. Còn cái này thì còn rất là đẹp. Đó, mình quay sờ ở phía dưới này cho các bạn coi ha, chỉ còn khô ráo luôn. Rồi một chút xíu nữa thì mình sẽ báo giá cho các bạn để các bạn nắm rõ ha. Xe này thì một cầu, 2221 một cầu. Một số thì trong cái khung này các bạn có thể thấy là không có cái đừng mở ra nha các bạn. Mình bán xe là có nào mình nói cái đó, là không có bùa pháp hay là bày vẽ gì hết. Rồi để nó được rồi, để rồi rồi. Xe này thì cái cặp vỏ sau nó còn ok luôn, chưa có bị mòn nhiều. Vỏ sau là 12-28 nha các bạn. Xe này thì đa số luôn là 3202 là vỏ 28 không ạ. Xe này cũng đồng hồ để đèn đúng còn là còn nguyên luôn. Dàn áo là còn bóng keng luôn nha các bạn. Cái này là có mui của nó được thiết kế là giống là mui zin luôn á. Nắng quá mình không có lấy nét được tôi phía bên đây. Đó, phía trong ổ tay lái của nó nè. Chưa mở luôn mà lùa áo đồ áo sống là bảo đảm con này là chưa đụng địa gì tới con ốc nào hết luôn á. Này còn kiến chiếc hậu luôn nè. Xe này em thử sao bữa nay trời nắng không quay được. Con này là chỉ mua về chạy là được bao nhiêu vụ rồi? Chị chạy được mấy vụ chiếc con này nè? À, cái dàn xới này là dàn xới là mình mua mới luôn hả? Xới này nè. À, dàn xới này dàn xới của xe đời mới, xế hãng á. Ừ, nó mắc tiền lắm. Rồi đùi bọng rồi chưa tháo luôn nha các bạn ơi. Xe này con ốc còn zin nguyên luôn nè, mà chủ nó là mua về chạy được 3-4 vụ rồi là chắc khoảng chừng 1 năm á, không xài nữa. Anh không có cái nhu cầu làm nữa, anh lẫn nổi. Rồi. Cái gì? Quay phim không? Hả? Đợi lâu rồi. Chiếc này là dàn xế 182. 182. Lọt lòng luôn.
rồi chiếc này mình chạy nhà không hay là có tài xế chạy gì không chị? Có ảnh chạy không hả? Chạy đêm không? Anh có chạy đêm không? Chạy ban ngày à? Không chạy đêm mà ảnh thiết kế dàn đèn này cũng độc quá ha. Làm cho có vậy hả? Ừ. Cái này phía trong về nó nước sơn còn nguyên luôn nha các bạn, chưa có chạy gì nhìn cũng dấu hiệu là ở đây thì mình biết xe này cỡ này là xe còn khá lắm á. Bị bước chân nè, hôm bữa mình có bán một chiếc ban hay là hai cũng vậy luôn. Xe nó với xe này thì cũng tầm giống nhau luôn. Yên thì còn là được, hay cũ chút ha. Có anh này anh lại dòm dòm không biết tính mua hay gì nè. Rồi giờ mình quay phía trong cái động cơ cho các bạn coi ha. Bộ còn láng mướt nữa. Đây là điện thoại trời. Alo nghe nè. Rồi chút xíu ơi, đang làm chuyện. Rồi đúng không? Đúng luôn hả? Rồi. Nó bên trong động cơ thì tất cả đều còn nguyên luôn, không có thay bất cứ một cái gì hết nữa các bạn. Chỉ có bây giờ cái máy này thì mình thấy là chỉ có thiếu một cái bình nước phụ thôi. Đó. Bình nước phụ nó thì có lẽ là anh Vũ cắt ở trong nhà. Còn dàn điện của nó thì đây là cái hộp cầu chì là nguyên bản của nó bên Nhật đem qua luôn ha. Hả? Đó. Mình chầu còn nguyên luôn đó. Đó, chị chủ xe đến cái nhà rồi. Đây, động cơ này là các bạn, nếu mà các bạn thấy cái máy nó gã thì những cái lông đền với ốc ở đây nó chày hết ha. Còn mình nói trên clip thì là cái máy thực tế luôn là nó vậy. Đây là xài nước, mình nghĩ chắc là ảnh xài chủ này sẽ xài nước bình thường rồi cho nên nó có phèn rồi các bạn. À, nước xanh rồi. Chút xíu nữa mình sẽ để cái máy lên cho các bạn nghe tiếng thử ha. Xe này là có bình nè. Bình mới luôn. Còn tay lái trợ lực còn rất là ngon nữa các bạn. Mình nói trên clip là bao nhiêu thôi, nếu anh em có thích thì nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại mình để trong video hoặc là bên dưới mô tả ha. Bây giờ mình đề máy thử nha. Thắng rồi còn cứng luôn, ok. Máy tiếng nổ là rất là ngon. Thử ban luôn nha các bạn.
giờ nó dở cái ben lên hỏng luôn á. Rồi xe này anh Dũng kêu giá là 120 triệu nha các bạn. Nó gồm có đầy đủ phụ kiện luôn. Nó có một cái, có bánh bê nữa phải không chị? Ờ bánh bê nè. Bánh bê này một cặp với lại cái thùng cuốn gom ở phía trong nhà luôn các bạn. Thùng cuốn gom này mới sắm luôn á. Mới sắm chạy được có vụ một rồi không có chạy. Rồi chị mua mới luôn á hả? Mua mới trong thùng luôn á. Trời ơi thùng cuốn 850 đó, bây giờ nếu mà bán là cho luôn cái cho cái đó với lại một người ta cho đồ cuộn tùng chỉ chứa sao cho mấy cái cuộn dây này luôn hả? Ủa cái đó là mình mua người ta cho mình nguyên cái bộ vậy luôn hả? Người ta cho nguyên bộ vậy nè rồi mà ờ cái này là gì ta không biết nữa thì người ta đưa vậy đó. Chắc mấy cái vòng tròn ở phía dưới này chứ gì hả? Chắc vậy. Rồi. Rồi. 120 triệu đủ bộ luôn. Bạn mua về là chỉ có xài ra đồng là chạy luôn á. Muốn gom thì cuốn, còn muốn xới thì xới luôn, có dòng giấy ngon của hãng luôn nha. Cái này phải ảnh bệnh là mằn không nổi thì mới bán thôi, chứ tại mới sắm. Nói chung thì bán thì xe được vậy thì cũng ngon rồi. Người ta mua xài thì người ta cũng khoái xe đẹp. Mình cũng vậy thôi. Nếu mà ảnh vậy mà ảnh mua mấy chiếc xe cũ nữa anh làm sao nổi. Bởi vậy ảnh á thì lúc đó chưa có bệnh á thì ảnh ham ảnh mua, mua về đâu chạy được có 2 vụ rồi bắt đầu phát lên bệnh rồi là không có mặn gì nổi luôn, là chỉ có bươi của nhà à, được em mấy công đó của anh. Vậy em đồ 20 công đó. Cái tướng anh cũng bự con quá ta. Anh còn trả bài nổi không? tại ảnh bị lên huyết áp với lại lúc đó ảnh mặn. Để luôn ha. Nuôi bò cũng cực lắm chị ơi. Rồi số điện thoại của mình là mình để nha, trong cái video nha các bạn, hoặc là trong mô tả, các bạn có gì liên hệ nếu muốn mua nha. Đây giờ quay khúc dưới ha. Đây là cũng bản luôn, ở phía dưới cái lường là chưa chạy luôn á. Chủ kêu bán sao thì mình nói giá vậy nè, các bạn thấy hợp lý thì đến xem thôi. Có gì hết. Rồi, mình kết thúc clip tại đây nha các bạn. Rồi, băng 2, một cầu ta lái trợ lực, có đủ bộ dàn xoáy duyên hạt của hãng, một phần cuốn gom, xe còn liền lạc, đẹp. Xe này là có 102 luôn nè. Chiếc này có cái dàn xới này là mắc nhất luôn nè. Nếu mà dàn xới mới mình mua về 50 mấy triệu là mình chưa có làm gì chứ nha. Mình còn phải làm cái bông thêm nữa. Thì dàn xới đó xe lớn mà. Xế khô, xế ướt gì đó mà lúc trước nghe nói là cái dàn xới nào đó là xế khô riêng, là xế ướt riêng đó. Mà cái dàn này là
thấy hai vụ ảnh bơi của nhà đó. Ừ. Nhà chị được bao nhiêu công đất? 18 công. 18 công là hả? Ừ, của nhà với lại mướn thêm nữa, có phải là một phần ơn không? Ừ. Cũng như mặt mình đang mướn á. À. Ông mình tính đất nhà không á là chị được bao nhiêu? Đất nhà thì được 3 công, còn của ông nội nó để cho mặt nữa. 3 công rưỡi nữa là 6 công rưỡi là đất nhà đó. Dạ. Toàn dễ dơ gần 2-3 bữa sao mẹ đi đọc kinh. Trời ơi dễ tay chân em chi con. Sao em đi đọc kinh cái thằng này dễ cho mình con kìa.